Kính chào quý vị và các bạn. Mối quan hệ giữa hai cường quốc thế giới là Nga và Mỹ vốn đã có truyền thống cơm không lành, canh không ngọt. Tuy nhiên, những năm gần đây, thế giới liên tục được chứng kiến những cao trào căng thẳng trong mối quan hệ này. Có những giai đoạn được đánh giá là chỉ xếp sau sự thù địch thời chiến tranh lạnh. Từ những bất đồng trong cuộc chiến Syria, những căng thẳng xung quanh cuộc xung đột Ukraine, cho đến cáo buộc can thiệp vào kết quả bầu cử. Kết quả là Washington và Moscow tiếp tục dành cho nhau thái độ không mấy thiện cảm, kèm theo đó là các lệnh trừng phạt mới. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần đầu của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố bổ sung 38 cá nhân và các tổ chức vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến Nga và vấn đề xung đột tại Ukraine. Mỹ sẽ đóng băng các tài sản trong ngân hàng Mỹ của các thực thể có trong danh sách, đồng thời cấm các công ty Mỹ làm ăn với những cá nhân hay tổ chức này. Đợt trừng phạt mới nhất này nhằm vào các quan chức công ty của Ukraine và Nga mà giới chức Mỹ cáo buộc đã giúp Nga siết chặt kiểm soát tại bán đảo Crimea, khu vực mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố các lệnh trừng phạt này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nào Nga rút khỏi miền đông Ukraine. Đáp lại, Moscow đã ngay lập tức thông báo hủy một cuộc họp giữa quan chức ngoại giao nước này với người đồng cấp Mỹ để phản đối lệnh trừng phạt của Washington. Đồng thời, Nga rất lấy làm tiếc vì quyết định này. Tôi chỉ cảm thấy rất tiếc trước nỗi ám ảnh về hội chứng sợ Nga của các đồng nghiệp Mỹ. Nó đã vượt qua mọi giới hạn. Tổng thống Ukraine đã không thể tuân theo các thỏa thuận của Hiệp ước Minsk. Thế nhưng, người nhận trừng phạt lại là Nga. Trong khi Điện Kremlin lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt mới này, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định hiện Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả đối với động thái trên của Mỹ. Chúng tôi không đồng ý với những luận điệu này. Chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh Nga không hiện diện trên lãnh thổ Donbass, vì thế chúng tôi cho rằng các lệnh trừng phạt này là không chính xác và không phù hợp. Trong một thông báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Nga, ông Ryabkov nêu rõ những biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ đưa ra là sự tiếp nối xu hướng từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm mục tiêu phá hoại quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức, vì thế không loại trừ khả năng họ có thể đối thoại trực tiếp theo cách này hoặc cách khác bên lề hội nghị. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán, những diễn biến trong hai ngày vừa qua có nguy cơ làm đổ vỡ các kế hoạch tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới đây. Không chỉ riêng Ukraine, mà lâu nay cuộc chiến ở Syria cũng trở thành nguyên nhân làm gia tăng mạnh mẽ căng thẳng giữa Mỹ và Nga. Mặc dù không còn thù địch nhau như thời chiến tranh lạnh, song giới chuyên gia Mỹ cho rằng mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ băng giá trong vài năm, thậm chí có thể còn trở nên tồi tệ hơn trước khi tốt đẹp lên. Nhận định này không phải là không có cơ sở khi không quân Nga-Mỹ lại vừa chạm trán nhau trên biển Baltic. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, các máy bay của Mỹ đã bắn hạ một máy bay phản lực của lực lượng không quân Syria tại khu vực miền nam tỉnh Raqqa, Syria. Đây là lần đầu tiên Mỹ bắn hạ một máy bay của chính phủ Syria, một hành động cho thấy chính quyền Tổng thống Trump không ngại đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh. Phản ứng của Nga rất mạnh mẽ. Nga coi đây là hành động xâm lược và vi phạm luật pháp quốc tế. Nga tuyên bố ngừng hiệu lực của thỏa thuận với Mỹ về ngăn ngừa đụng độ trên không phận Syria và coi tất cả mọi vật thể bay của liên quân do Mỹ đứng đầu ở phía tây sông Euphrates là đối tượng đưa vào tầm ngắm. Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng lên tiếng yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền của Syria. Chúng tôi kêu gọi Mỹ và tất cả các lực lượng khác đang có mặt ở Syria đảm bảo sự phối hợp với nhau. Chỉ có hạ nhiệt căng thẳng thì chúng ta mới có thể hợp tác với nhau. Tôi kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng chính phủ Syria, tham gia hợp tác với chính phủ Syria cùng với chúng tôi. Gần như ngay sau đó, Iran đã lần đầu tiên phóng nhiều tên lửa vào lực lượng của tổ chức khủng bố cực đoan IS ở Syria, trên danh nghĩa là để trả đũa sau khi bị IS tấn công khủng bố ở thủ đô Tehran cách đó mấy ngày. Chỉ một ngày sau đó, ngày 19 tháng 6, một máy bay chiến đấu có vũ trang của Nga đã áp sát một máy bay trinh sát của lực lượng không quân Mỹ ở cự ly chỉ 1,5 mét trên không phận biển Baltic. Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 6 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Nga giảm leo thang căng thẳng ở Syria. Tôi hy vọng tình hình sẽ hạ nhiệt bởi những vụ việc như trên có thể trở nên vô cùng nguy hiểm trong cuộc xung đột vốn dĩ đã có rất nhiều bên liên quan và tình hình thực địa rất phức tạp.
Giới quan sát nhận định, sự leo thang của trận chiến trên không phận Syria có thể đẩy lực lượng Mỹ và Nga vào thế đối đầu khi hai nước này ủng hộ các bên đối đầu nhau trong cuộc chiến kéo dài 6 năm qua. Nếu Nga bắn hạ một máy bay quân sự của Mỹ vào lúc này, có thể khiến tình hình Syria nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh nóng. Rõ ràng, Nga-Mỹ căng thẳng và áp đặt lệnh trừng phạt lẫn nhau là một thực tế không ai mong muốn. Mọi sự đối đầu, dù là về kinh tế hay quân sự vào lúc này, đều gây ra những ảnh hưởng lớn với cả hai cường quốc. Vậy đâu là giới hạn cho mối quan hệ căng thẳng này và liệu có hay không một cuộc chiến giữa Nga và Mỹ? Ông Neil Gardiner, giám đốc trung tâm Margaret Thatcher vì tự do thuộc quỹ Heritage cho rằng Nga không dám mạo hiểm gây chiến với Mỹ tại Syria. Theo ông, hiện giờ Nga không còn là một cường quốc toàn cầu, trong khi ngược lại, chính quyền Mỹ trước đây thiếu vai trò lãnh đạo ở Trung Đông, song hiện nay điều này đã thay đổi. Dù đều hoạt động với mục tiêu chống khủng bố trong cuộc nội chiến Syria, song Nga thì ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Mỹ ủng hộ các lực lượng nổi dậy chống chính phủ. Giới chuyên gia cho rằng Mỹ và Nga buộc phải bắt tay nhau mới có thể giải quyết vấn đề Syria. Vì vậy, Moscow có thể sẽ không hành động mạnh mẽ nhằm vào Washington, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến ở Syria đang có dấu hiệu leo thang. Về phía mình, Mỹ cũng không hề mong muốn một thế đối đầu với Nga, vì thế phía Mỹ đã có những động thái xoa dịu trong các vấn đề căng thẳng ở Syria. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh việc tiếp tục giữ liên lạc với phía Nga, đồng thời cho rằng sự leo thang thù địch giữa các bên trong khu vực là hành động không có lợi. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford ngày 19 tháng 6 cũng xác nhận rằng Washington đang nỗ lực để khôi phục lại liên lạc giữa hai bên. Sau những diễn biến căng thẳng và phản ứng của cả Nga và Mỹ, các nhà quan sát nhận định cả hai sẽ tìm cách hạ nhiệt tình hình hiện nay. Trước hết là bởi không nước nào coi Syria là lợi ích cốt lõi, cho dù hai nước đã thiết lập nhiều liên minh và có nhiều đồng minh trong trận chiến này. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhấn mạnh Mỹ nên tránh tham gia vào cuộc chiến tranh vô nghĩa ở Trung Đông. Từ lời nói đến thực tế, không phải lúc nào cũng là một đường thẳng. Tuy nhiên, ít nhiều cũng cho thấy quan điểm của ông Trump không muốn đưa Mỹ xa lầy vào những cuộc chiến không đem lại lợi ích nào cho nước Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc giao tranh tại thành phố Maragui của Philippines giữa quân đội chính phủ và nhóm khủng bố thân IS Mote đến nay đã bước sang tuần thứ 5 liên tiếp. Hiện quân đội Philippines đang tích cực đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm diệt trừ toàn bộ các tay súng của nhóm vũ trang Mote. Theo thông tin từ chính phủ nước này, chiến dịch chống khủng bố đang đạt được những kết quả tích cực khi quân đội đã cô lập được bước tiến của các phần tử khủng bố, với mục tiêu sẽ chấm dứt giao tranh trước khi tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc vào cuối tuần này. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm qua 21 tháng 6, người phát ngôn của quân đội Philippines, ông Joao Herrera cho biết, hiện quân đội Philippines đã cô lập bước tiến của phiến quân Mote tại thành phố Marawi, miền nam nước này. Các khu vực nơi phiến quân Mote có thể hoạt động đang ngày một thu hẹp lại. Chúng tôi đang đẩy nhanh chiến dịch. Tuy nhiên, do khu vực phiến quân kiểm soát có nhiều bom và các thiết bị nổ tự chế, nên chúng tôi cần thời gian để dọn đường, tiến sâu vào bên trong các cứ điểm của chúng. Cũng trong ngày hôm qua 21 tháng 6, chuẩn tướng Philippines Restituto Padilla thông báo các thành viên thuộc nhóm các tay súng Hồi giáo tự do bang Samoro đã tiến hành một vụ bắt cóc con tin tại một trường tiểu học ở thị trấn Pikawayan thuộc tỉnh Bacotabato trên đảo Mindanao miền nam nước này. Thế nhưng quân đội đã nhanh chóng đẩy lùi vụ tấn công và giải cứu con tin, may mắn không có thương vong. Vụ việc đã được giải quyết, phiến quân đã rút khỏi đó, khu vực trường học lại được an toàn, quân đội đã phản ứng kịp thời trước vụ việc này. Theo Reuters, từ ngày 20 tháng 6, quân đội Philippines đã bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại quận trung tâm của Marawi, tập trung tấn công phiến quân từ ba hướng và dồn chúng vào thế yếu. Tướng Restituto Padilla hy vọng chiến dịch quét sạch phiến quân sẽ sớm hoàn tất vào cuối tuần này, nhân tuần lễ Eid al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Tính tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng vì chiến sự tại Maragui đã lên tới khoảng 350 người, bao gồm cả binh sĩ quân đội Philippines, dân thường và phiến quân. Trong khi đó, hàng nghìn người dân đã phải đi sơ tán. Trên đường chạy trốn, họ đã phải chứng kiến cảnh nhiều thi thể trong những căn nhà bị tàn phá do bom đạn. Những ký ức đó, cộng với điều kiện sống thiếu thốn tạm bợ ở các trại tị nạn, càng khiến cho cuộc chiến ở Maragui trở thành nỗi ám ảnh đầy sợ hãi với những người may mắn chạy thoát. Tại một bệnh viện ở thủ đô Manila của Philippines, những người lính bị thương trong cuộc giao tranh với phiến quân Mote đang dần bình phục.
Thế nhưng với họ, khoảng thời gian chiến đấu với chân rết IS chính là một câu chuyện kinh dị với những cảnh tượng hoang tàn và đẫm máu. Sandy Benitez, một trung sĩ thuộc quân đội Philippines cho biết, ông đã sống sót trong cuộc đối đầu với 13 tay súng. Sau khi bị mảnh vỡ của một quả lựu đạn bắn trúng chân trái, ông đã nỗ lực bò lê suốt 5 tiếng đồng hồ để gặp được quân cứu trợ thoát khỏi lưỡi hái. Đây là cuộc chiến cam go và khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Sau đó một số người đã khóc trong tuyệt vọng. Khi nhìn thấy đồng đội của mình ra đi, tôi đã khóc. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn tính mạng, nhiều người dân tại thành phố Marawi buộc phải chạy trốn và chấp nhận một cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn tại các trại trú ẩn tạm thời. Tuy nhiên, có lẽ những người thiệt thòi nhất trong cuộc xung đột này không ai khác chính là những đứa bé, thậm chí còn chưa đủ lớn để nhận thức những gì chúng đang phải trải qua. Đây là Marshall. Tên của em được đặt tên theo chế độ thiết quân luật do Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt ở thành phố Marawi sau vụ tấn công của phiến quân Mote. Giống như hàng nghìn cư dân khác ở Marawi, cậu bé phải theo mẹ chạy trốn để không trở thành nạn nhân của cuộc xung đột đầy căng thẳng ở quê nhà. Và giờ hai mẹ con Marshall đang phải sống chèn chúc trong một trại tị nạn chật hẹp. Thiết quân luật chính là sự đánh dấu rằng cuộc sống bình yên vốn có của chúng tôi đã chấm dứt. Thật khó để làm quen được với điều này. Cuộc sống thiếu thốn mọi thứ tại các trại tị nạn trở thành một mối đe dọa cho sức khỏe của những em bé còn quá nhỏ như Marshall. Tuy nhiên lúc này, đây chính là nơi an toàn nhất đối với hai mẹ con em. Mẹ con Marshall chỉ là một trong số gần 200.000 người Marawi bỏ trốn ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Trong khi đó, giới chức Philippines tin rằng còn khá nhiều người vẫn còn mắc kẹt ở các khu vực do phiến quân kiểm soát. Họ thậm chí còn bị sử dụng như những lá chắn sống trước các đợt dội bom của quân chính phủ. Trước tình hình đó, Tổng thống Philippines Duterte ngày 20 tháng 6 đã lên tiếng xin lỗi người dân vì những hậu quả mà chiến dịch quân sự gây ra tại Marawi. Ông cũng cho hay nhóm phiến quân Mote tuyên bố trung thành với tổ chức Hồi giáo IS khiến ông không có lựa chọn nào khác, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh đuổi các tay súng. Tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất các bạn sẽ tìm được lý do để tha thứ cho những quân nhân của tôi, cho chính phủ và cho cả bản thân tôi vì đã ban bố thiết quân luật. Tôi không có lựa chọn nào khác khi phiến quân đang phá hủy Marawi. Ông Duterte cũng khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để giành lại và tái thiết thành phố Marawi. Hiện một bản kế hoạch để tái thiết và phục hồi Marawi đang được Tổng thống Philippines xem xét. Chỉ còn một ngày nữa là tròn một tháng kể từ khi quân khủng bố Mote bất ngờ tấn công và đánh chiếm thành phố Marawi, miền nam Philippines. Với sự hỗ trợ và hậu thuẫn từ các chuyên gia quân sự và đặc nhiệm Mỹ, quân đội Philippines tuyên bố sẽ đánh bật các tay súng Hồi giáo cực đoan khỏi lãnh thổ Marawi vào cuối tuần này. Thế nhưng họ lại không thể đưa ra thời gian cụ thể. Điều này khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, tại sao chiến dịch chống nhóm khủng bố Hồi giáo Mote ở thành phố Marawi lại kéo dài đến như vậy? Theo đánh giá và nhận định của ông Restituto Padilla, người phát ngôn quân đội Philippines, vì có quá nhiều dân thường trong thành phố nên các cuộc phản công của quân đội chính phủ gặp nhiều khó khăn. Ông khẳng định nếu như những trận phản công được thực hiện ở nơi không có dân thường thì chắc chắn quân đội sẽ giành được ưu thế. Trước đó vào đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thống Duterte cũng lên tiếng giải thích vì sao nước này vẫn chưa giành lại được Marawi. Theo ông, nếu như giết dân thường nhiều hơn những kẻ nổi dậy thì họ đã thua trong trận đấu này vì đã mất đi ưu thế về đạo đức. Trước đó, theo tờ Sun Star của Philippines, quân đội Philippines từng tuyên bố sẽ quét sạch phiến quân Hồi giáo Mote khỏi thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong 3 ngày. Ước tính có tổng cộng khoảng 100 đến 500 tay súng khủng bố thân IS của hai nhóm phiến quân Mote và Abu Sayyaf đang chiếm giữ thành phố Marawi kể từ ngày 23 tháng 5. Kể từ đó, giao tranh diễn ra ác liệt trên từng con phố, từng ngôi nhà. Vũ khí mạnh nhất Philippines điều đến Marawi là trực thăng gắn tên lửa dẫn đường, trong khi xạ thủ bắn tỉa IS lại gây không ít khó khăn cho binh sĩ Philippines dưới mặt đất. Theo lời Tổng tham mưu trưởng Eduardo Ano, quân đội Philippines đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong các cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo. Thế nhưng phần lớn các cuộc đối đầu đó đều diễn ra ở khu vực nông thôn và miền núi, trong khi tác chiến tại địa hình đô thị ở Marawi là điều không hề dễ dàng với các binh sĩ, vốn chỉ được huấn luyện ở môi trường nông thôn. Đại sứ Philippines tại Nga cho biết, Moscow đang cân nhắc cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho Manila nhằm giúp chính quyền Tổng thống Duterte nhanh chóng tiêu diệt lực lượng khủng bố thân IS. Đồng thời, Philippines cũng đang quan tâm đến việc mua trực thăng tấn công và vũ khí thông minh do Nga sản xuất. Liệu rằng Marawi có được giải phóng khỏi phiến quân Mote vào cuối tuần này hay không? Đến giờ vẫn là một câu hỏi còn để ngỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về tình hình tại Marawi trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!